Gắn bó với nghề mộc từ năm 2012-2013, cơ sở đồ gỗ của anh Bùi Trọng Hiền ở thôn Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, từ chỗ chỉ có một số mặt hàng đơn điệu như bàn, ghế, giường, tủ. Nay cơ sở đã có hơn 20 mẫu mã, chủng loại, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng với sự tinh xảo và chi tiết trong từng sản phẩm. Đây là thành quả sau bao nỗ lực cố gắng của anh khi quyết định gắn bó với nghề mộc của quê hương. Năm 2012-2013 có đi ngoài Bắc, mấy tỉnh miền Bắc như đi Nam Định, đi Nghệ An, đi ra về vùng Thạch Thất Hà Nội. Mình thấy các cơ sở mộc ngoài đó họ làm, tôi quyết định là mua máy về sản xuất những dụng phụ kiện như những cái máy mộc như máy cưa, mọi thứ về sản xuất đồ này. Được khuyến công hỗ trợ thì máy mộc thì tôi bảo từ ngày có máy về, máy CNC này về thì tôi làm là cái năng suất đã tăng rất nhiều lên. Đi vào hoạt động ổn định và có thêm sự hỗ trợ máy móc từ trung tâm khuyến công, hiện cơ sở đồ gỗ của anh đã có lượng khách ổn định, mang lại thu nhập khá cho bản thân và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động tại địa phương với trên 6 lao động thường xuyên, có mức lương ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Từ đây đã tạo thêm động lực để anh tiếp tục gắn bó với nghề mộc mỹ nghệ, ổn định cuộc sống và tạo thêm nhiều việc làm cho bà con tại địa phương. Đây là mô hình là sản xuất áp dụng công nghệ để mà sản xuất ra mặt hàng là hàng loạt và có đa dạng về mẫu mã và sử dụng máy móc, đầu tư vào máy móc là chủ yếu. Thì khi mà mô hình đi vào hoạt động thì đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 thanh niên trong thôn, và ngoài ra thì còn tạo việc làm bán thời gian cho một số lao động gọi là yếu thế, ví dụ phụ nữ và người khuyết tật cũng được tạo điều kiện công ăn việc làm và có mức thu nhập cũng khá ổn định. Với việc kịp thời nắm bắt và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, rất nhiều cơ sở gỗ mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh đã tìm thêm hướng đi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong đó, việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là xu hướng tất yếu, phù hợp với xu thế thị trường, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và thu nhập của người dân.